Thì chỗ nhỏ xíu thì cũng ngồi được vậy. Nhìn gì tôi? Ô, cái gì gì á? Ô, chết 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 chết. Chị tận tâm như thế nên ngày hôm nay chị mới là chị Thu Phương ngồi đây, mới là chị Đại Thu Phương. Tất nhiên là nhiều lúc cũng tức. Kiểu bác sĩ có bảo là gì đó. Phương đã dành rất rất nhiều
những cái quỹ thời gian hiếm hoi của bác Phương cho cả đội mình. Thời gian của chị em mình là nó cực kỳ quý giá luôn. Sướng càng mệt mỏi thì mình càng trân trọng cái thời gian của mình. Mà em thấy bác Phương bay từ Mỹ ấy. Trời ơi. Này sao ta, làm sao rung? À, có thấy mấy cái dây hả? Ơ, à, chết rồi kìa. Chết rồi rung ơi. Chết rồi. Này, này, xích ra. Xích ra. À, đánh vô đây nè, đánh vô đây nè. Ủa, làm cái gì? À, trời đất ơi. Gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Trời ơi. Chơi luôn đi, chơi luôn đi. Chơi một mình luôn đi. Nghỉ luôn đi. Nữa. Ơi, cắn út nhẹp lắm bây giờ. Yeah. Rồi. Con này gắn lên con này được không? Gắn cái con này đi ha. Thôi đừng. Khổ bà quá bà ơi. Vậy được không? Cái này gắn sao trời. À tôi biết rồi, đây đây đây. Đây, cái gì Lý Minh Tùy. Nè. Nè nè nè, nó giống vậy nè. Hiểu không? Hiểu chưa? Đây, làm giống vậy đi. Làm giống vậy đi.
đi. Trời đất ơi, ngồi kìa. Trời ơi. Ngồi kìa. Like this. Cục đẹp á. Nó đi nè. Nó còn chưa làm, mình lười quá năm nay mình mới làm. Khác gì nhau đâu, cũng đẹp chứ không? Nhìn nghèo mà. Cho năm chơi nè. Xin khao. Rồi rồi rồi, biết rồi đó. Tới rồi đó, tới rồi đó. Hôm nay con không sợ luôn hả Rung? Liều dữ vậy. Nằm gì luôn? Không sợ hả? Ấy. Đợi tụ.
Bây giờ thì mình sẽ nhuộm tóc. Cái này là để wow. Màu mình nhuộm lên nó sẽ là màu này. Chắc là mọi người không thấy, nó hơi bị tối. Nó hơi bị nóng. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi. Kem tay. Bây giờ mình sử dụng cái chai này để mình xịt phòng.